Cầu ở Đồng Tháp bị sập, xe tải rơi xuống kênh. Cầu Tân Nghĩa trọng tải 8 tấn bắc qua kênh Tháp 10, huyện Cao Lãnh sập nhịp trưa 31 tháng 5 khi xe hơn 17 tấn đi qua. Sự cố khiến một ô tô tải chở bột mì và xe ba gác chở lúa cùng nhịp cầu rơi xuống kênh, gác lên một xe tải trọng lượng lớn nằm dưới dạ cầu chìm dần. Đang nằm trong nhà, tôi nghe một cái ầm, hoảng hồn chạy ra thì thấy cầu bị sập. Ba người trên các xe bị kéo theo xuống kênh nhanh chóng leo lên bờ, một nhân chứng cho biết. Ông Nguyễn Hồng Sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh cho biết, trong ba nạn nhân, một người trên xe ba gác bị thương nhẹ, xe tải có trọng lượng 17 tấn, chở lượng hàng hóa tương đương khi qua cầu. Trong khi cầu sập, chính quyền bố trí đò chở người dân đi bộ và xe máy qua lại, riêng ô tô phải đi vòng khoảng 4 km. Cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Tháp 10 ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, cầu dài 150m, rộng 4,2m, trọng tải 8 tấn, cầu đưa vào sử dụng cuối năm 2007 với kinh phí 5 tỷ đồng theo hình thức BOT, thời gian thu phí là 12 năm, cầu này ngừng thu phí cách đây hơn 3 tháng.